Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên M2 Deal Channel. Mình là Thiện. Và nội dung chiếc video này cũng giống như là tiêu đề. Chào mừng các bạn đã đến với series nói về cuộc chiến giữa các vị thần. Như các bạn đã biết, khái niệm thần trong Yu-Gi-Oh là một cái gì đó rất là uy nghiêm, cao quý và bất khả xâm phạm. Suốt 25 năm phát triển, tới bây giờ chúng ta chỉ có duy nhất 4 quái thú được công nhận là mang thuộc tính Divine, trong đó là Omelisk the Tormentor, Slifer the Sky Dragon, The Winged Dragon Upra và Holacti the Creator of Light. Tuy nhiên, trong số hơn 10,000 lá bài đã được phát hành từ trước tới nay, có rất nhiều quái thú được lấy cảm hứng dựa trên các vị thần trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Hôm nay, M2 Deal Channel sẽ giới thiệu các bạn về những vị thần không chính thống này và tổ chức một giải đấu để xem các vị thần này ai mạnh, ai yếu. Chào mừng các bạn tới cuộc chiến giữa các vị thần. Video này không có nhận quảng cáo, nhưng nếu thích các sản phẩm của Yu-Gi-Oh chính hãng, bạn có thể ghé đặt hàng ngay tại website m2dealstore.com, giao hàng tận nhà toàn quốc và đừng quên sự kiện siêu mua sắm Black Friday 2021 diễn ra vào cuối tháng 11. Chi tiết sẽ sớm có trên kênh. À thêm nữa, cuộc thi làm video M2 fan art đang diễn ra dành cho tất cả các khán giả của kênh. Các bạn hãy nhanh tay quay video và gửi về kênh nhé. Đấu thủ đầu tiên được gọi tên trong cuộc chiến giữa các vị thần đó chính là thần mặt trời Amaterasu. Amaterasu là một vị thần quan trọng trong thần đạo Nhật Bản. Bà không chỉ là thần mặt trời mà còn là thần của vũ trụ. Amaterasu là con của Izanagi. Bà còn có hai em là thần bão tố Susanoo và thần mặt trăng Tsukuyomi. Câu chuyện nổi tiếng nhất về Amaterasu xoay quanh việc bà tự giam mình trong hang động vì tức giận với hành động càn quấy của người em trai mình. Trong cơn say rượu, thần bão tố Susanoo đã dẫm lên cánh đồng lúa của Amaterasu, lấp hết tất cả các kênh mương của bà, ném những thứ ô uế vào cung điện của bà, thậm chí còn gây ra cái chết cho một người hầu gái của Amaterasu. Amaterasu lúc đó vô cùng tức giận nên đã lánh vào Thiên Nam Cung và lấp kín cửa vào khiến cho nhân gian chìm đắm trong tăm tối. Các vị thần khác đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể khiến bà lộ diện. Cuối cùng, các thần nói với Amaterasu rằng giờ họ không cần bà nữa vì đã có một nữ thần khác thay thế, xinh đẹp hơn bà rất nhiều. Amaterasu nửa tò mò, nửa thì ghen tị, quyết tâm ra tận nơi xem nữ thần kia là ai, nhưng thay vào đó bà chỉ nhìn thấy bản thân mình được phản chiếu trong gương. Ngay lập tức các vị thần lấp lại lối vào Thiên Nam Cung. Nhờ thế, ánh mặt trời đã quay lại với thế gian. Riêng về phần của Susanoo, ông bị lưu đày mãi cho tới khi ông mang thanh gươm của Kusanagi về tặng cho Amaterasu để chuộc tội. Trong phiên bản bài Yu-Gi-Oh, Amaterasu là một quái thú 9 sao, hệ Light, tộc Fairy và có chỉ số tấn công và phòng thủ đều là 3000. Ngoài ra, Amaterasu là một quái thú Spirit và còn là quái thú Spirit có số sao và số tấn công cao nhất tính tới thời điểm hiện nay. Hiệu ứng của quái thú này như sau. Quái thú này không thể được triệu hồi bình thường hoặc là triệu hồi đặc biệt. Trong cả hai lượt người chơi, nếu đối phương kích hoạt một lá bài hoặc là một hiệu ứng chọn quái thú này là mục tiêu khi mà nó đang ở trạng thái thủ úp, bạn có thể chuyển nó thành trạng thái thủ ngửa và rút một lá bài. Khi quái thú này chuyển sang trạng thái ngửa, toàn bộ bài trên sân sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Và cuối lượt mà quái thú này được ngửa lên, nó sẽ trở về tay của chủ sở hữu. Thần mặt trời hay còn gọi là quái thú Fairy cao cấp nhất, thật là hoành tráng đúng không nào? Vậy thì việc chọn ra một đối thủ xứng tầm quả là không đơn giản. Sau khi sàng lọc kỹ càng, đối thủ được chọn cho vòng đấu này cũng là một vị thần mặt trời khác. Đó chính là Helios, Trismegistus. Trong thần thoại Hy Lạp, thần mặt trời Helios được miêu tả là một vị thần đẹp trai, với vầng hào quang của tia nắng mặt trời trên đầu, cưỡi một chiếc xe ngựa đi trên bầu trời. Helios là con trai của thần Titan Hyperion, nhưng trong trò chơi Yu-Gi-Oh thì hai lá bài này chẳng liên quan gì tới nhau cả. Khi nhắc tới Helios, người ta thường nghĩ ngay tới câu chuyện về thảm họa mà Phaethon, con trai của Helios gây ra cho nhân loại. Helios sống trên đỉnh Olympus, làm nhiệm vụ kéo cổ xe mặt trời, còn vợ con mình thì sống ở hạ giới. Một ngày nọ, Phaethon không tin mình là con trai của thần Helios nên đã tìm đến gặp ông. Lúc này thì Helios khẳng định điều đó là thật và ban cho Phaethon một điều ước. Phaethon đã ước được lái cổ xe mặt trời của Helios bằng kỹ năng điêu luyện của một racing boy tài năng. Phaethon đã lạng lách đánh võng, ôm cua bóp đầu và khiến cho lửa mặt trời đốt cháy nhân gian, khiến cho các vị thần đã rất là tức giận. Cuối cùng, Phaethon bị thần Zeus trừng phạt, còn thần Helios thì đau khổ đóng chặt cửa.
không ăn uống, không giao tiếp với ai. Trong phiên bản bài Yu-Gi-Oh, Helios Trice Magistus là một quái thú 8 sao, thể ánh sáng, tộc Pyro, chỉ số tấn công và phòng thủ đều là... chấm hỏi. Một con số không cố định. Đây là dạng cuối cùng trong chuỗi các quái thú Helios, lần lượt là Helios the Primordial Sun, rồi đến Helios Duo Magistus, cuối cùng là Helios Trice Magistus. Hiệu ứng của các quái thú này như sau. Bạn có thể triệu hồi đặc biệt quái thú này bằng cách hiến tế một quái thú Helios Duo Magistus mà bạn điều khiển. Chỉ số tấn công và phòng thủ của quái thú này được tính bằng quái thú bị loại bỏ nhân cho 300. Sau khi tấn công, nó có thể tấn công thêm lần nữa nếu đối phương vẫn còn quái thú ở trên sân. Vào cuối lượt mà quái thú này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt nó lên sân và tăng thêm 500 sức tấn công và phòng thủ. Đó chính là cặp đối thủ ngày hôm nay. Hai vị thần mặt trời đến từ hai nền văn hóa khác nhau, Nhật Bản và Hy Lạp. Giờ thì cùng phân tích xem hai lá bài này, phần thắng sẽ thuộc về ai nào. Nếu mà xét về khả năng triệu hồi, cả hai quái thú này đều có thể được triệu hồi bằng cách hiến tế hai quái thú. Tuy nhiên, Amaterasu chỉ có thể được triệu hồi bằng cách hiến tế và chỉ được ra sân ở trạng thái thủ úp. Vì vậy, cách nhanh nhất có thể triệu hồi Amaterasu là sử dụng các lá bài hỗ trợ để gọi ra hai quái thú, rồi dùng chúng làm nguyên liệu hiến tế. Chúng ta có thể dùng các quái thú có khả năng tự triệu hồi đặc biệt hoặc là các ma pháp cầm bẫy cho phép ta triệu hồi đặc biệt quái thú. Ví dụ, ta có thể kích hoạt hiệu ứng của The Tricky, gửi Dotscaper xuống mộ và triệu hồi chính nó ra sân. Dotscaper khi bị gửi xuống mộ sẽ tự hồi sinh lên sân. Bạn có thể dùng cách nào tùy thích, miễn là có đủ hai quái thú để làm nguyên liệu triệu hồi Amaterasu. Còn với Helios, quái thú này không bị hạn chế bởi bất cứ phương pháp triệu hồi nào cả. Bạn có thể dùng các phương pháp như đã dùng với Amaterasu để triệu hồi bình thường Helios. Ngoài triệu hồi hiến tế thì nó cũng có thể được triệu hồi bằng các phương pháp triệu hồi đặc biệt khác. Ví dụ như là phương pháp của chính nó. Bạn có thể triệu hồi bình thường Helios the Primordial Sun, hiến tế nó để gọi ra Helios Duo Magistus, rồi hiến tế Duo để gọi ra Helios Trimagistus từ trên tay. Đơn giản hơn, bạn có thể dùng là Monster Reborn hoặc là Call of the Hold để hồi sinh Helios từ dưới mộ chẳng hạn. Như vậy, ở hiệp đầu tiên, hạng mục khả năng triệu hồi, phần thắng đã thuộc về Helios Trimagistus. Tỷ số bây giờ là 1-0 cho đội Hy Lạp. Ở hạng mục tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh về khả năng chiến đấu giữa hai quái thú này các bạn nhé. Amaterasu có chỉ số tấn công và phòng thủ cố định đều là 3000. Đây là một chỉ số tuyệt vời dành cho một quái thú được lấy cảm hứng từ thần. Với chỉ số này, bạn có thể dễ dàng hạ gục phần lớn các quái thú chủ lực từ các bộ bài khác. Bởi vì quái thú này lần đầu tiên là phải được triệu hồi ở trạng thái thủ úp, cho nên con số 3000 sức phòng thủ dễ dàng khiến cho đối phương nếm cái đắng khi mà tấn công vào Amaterasu mà không được chuẩn bị chu đáo. Còn Helios Trimagistus là một quái thú không có chỉ số cố định. Chỉ số tấn công và phòng thủ của quái thú này được tính bằng số quái thú bị loại bỏ nhân cho 300. Lợi thế của việc này là chúng ta có thể tùy vào tình hình để tìm cách nâng sức mạnh của quái thú này lên một con số đủ cao để tiêu diệt quái thú đối phương có thể là 4000, 4500, thậm chí là 5000 sức tấn công. Tuy nhiên, đây vừa là một lợi thế mà cũng là một nhược điểm của Helios. Để đạt được một con số 3000 trở lên để có thể đối đầu cùng Amaterasu thì Helios cần ít nhất 10 quái thú bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Tuy được hỗ trợ bằng những lá bài như là Macrocosmos hay là Dimensional Fissure thì chúng ta vẫn tốn khá thời gian để có thể loại bỏ một lượng lớn quái thú. Những lá bài như là Port of Desire, Port of Probability hay là Port of Extravagant cho phép ta loại bỏ hàng loạt lá bài ra khỏi cuộc chơi nhưng lại ở trạng thái up và hoàn toàn không tăng được chỉ số cho Helios. Tuy được tấn công nhiều lần nhưng Helios thích hợp để diệt những quái thú nhỏ chứ không thể nào mà nhanh chóng tiêu diệt các quái thú cấp cao. Do đó, ở hạng mục chiến đấu, phần thắng thuộc về quái thú Amaterasu của đội Nhật Bản. Tỷ số bây giờ là 1-1. Ở hạng mục cuối cùng, chúng ta sẽ cùng phân tích về khả năng ứng biến và xử lý tình huống trên sân của cả hai quái thú này khi mà chiến đấu với nhau. Kết quả của vòng đấu này cũng sẽ quyết định kết quả chung cuộc xem thần mặt trời nào mạnh hơn. Các bạn cùng đón xem nha. Đầu tiên, Helios Trimagistus là một quái thú thiên về hướng tấn công, cho nên cái hiệu ứng đều phục vụ cho việc tiêu diệt quái thú và trừ điểm gốc của đối phương một cách lâu dài. Hiệu ứng đầu tiên, nếu đối phương có nhiều hơn một quái thú, bạn có thể tấn công nhiều lần để tiêu diệt các quái thú đó. Để rồi khi mà đối phương tìm cách xây dựng một đội hình mới, thì bạn có thêm nhiều thời gian để tăng sức mạnh cho Helios. Với bộ bài xoay quanh Helios, nếu bạn càng câu giờ được lâu, Helios sẽ càng mạnh mẽ thêm.
Ngoài ra, Helios cũng chuẩn bị cho tình huống khi mà phải đối đầu với các quái thú mạnh hơn bản thân. Vào cuối lượt mà Helios bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống mộ, quái thú này sẽ được hồi sinh và tăng thêm 500 chỉ số tấn công và phòng thủ. Hiệu ứng này đảm bảo cho bạn, khi mà bước vào lượt của mình, bạn vẫn còn quái thú chủ lực trên sân để thể hiện các mưu đồ xấu xa khác, hoặc là đơn giản là tăng sức tấn công để trả thù, đấm vỡ alo của cái thằng vừa đấm mình suýt chết ở lượt trước đó. Amaterasu thì được ngược lại. Đây là một quái thú mang hiệu ứng flip, cho nên phần lớn các tình huống xảy ra đối với quái thú này đều là ở lượt đối phương. Một quái thú cần dùng tới 2 nguyên liệu hiến tế, nhưng sau khi triệu hồi ra lại giấu mặt, nằm im bất động. Chắc chắn là có mùi mờ ám ở đây rồi. Cho nên, theo như suy nghĩ của một bài thủ gian manh, tất nhiên mình sẽ tìm cách tiêu diệt nó và không cần phải đánh. Tuy nhiên, nếu quái thú này bị chọn là mục tiêu hiệu ứng, nó sẽ tự kích hoạt và lật ngửa lên. Khi đó bạn sẽ được rút một lá bài, để khi có điều gì bất trắc xảy ra, bạn vẫn có một chút vốn luyến để xây sở cho các tình huống tiếp theo. Còn khi mà các quái thú này bị chọn là mục tiêu tấn công hoặc là trong lượt của bạn, bạn chuyển quái thú này từ up sang tấn công, thì đối phương dù có muốn hay là không, hiệu ứng flip vẫn sẽ được kích hoạt. Khi đó, hiệu ứng thứ hai của Amaterasu sẽ được kích hoạt, loại bỏ toàn bộ những lá bài khác ra khỏi cuộc chơi. Các bạn có thể tưởng tượng nổi không? Trên sân hoàn toàn không có lá bài nào ngoài một con quái thú có sức tấn công 3000 do bạn điều khiển. Làm gì có cơ hội nào mà đặt ruột thơm bơ hơn, đúng không? Đúng không? Tiếc là Amaterasu là một con quái thú spirit, cho nên là trở về tay vào cuối hiệp. Sang hiệp tiếp theo thì phải triển khai lại từ đầu. Tuy là Helios có khả năng tấn công cường độ cao, nhưng hiệu ứng của Amaterasu có độ bao phủ toàn sân, cho nên dù hiệu ứng có sức tấn công cao hơn, hoặc thậm chí không chỉ là một mà là ba quái thú Helios ở trên sân, thì cũng phải bị loại bỏ bởi hiệu ứng của Amaterasu. Helios là chủ lực, nếu đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi thì còn làm gì được nữa. Vì vậy, ở hạng mục này, phần thắng sẽ thuộc về thần mặt trời Amaterasu. Tỷ số chung cuộc sẽ là Nhật Bản 2, Hy Lạp 1. Vậy là trận đấu giữa hai vị thần mặt trời Nhật Bản với Hy Lạp đã có kết quả. Chúng ta có thể thấy được phần thắng đã thuộc về đội của Nhật Bản. Các bạn lưu ý, phép so sánh mà mình nêu ra chỉ mang tính chất là tượng trưng khi mà hai con quái thú này đơn đả độc tấu. Amaterasu thắng Helios Trimagistus không có nghĩa là cả bộ bài Helios sẽ thua bộ bài dùng Amaterasu. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy là video đầu tiên trong cuộc chiến giữa các vị thần đã kết thúc một cách tốt đẹp. Thực ra cuộc chiến này mà mình tổ chức ra chỉ để cho vui thôi các bạn. Mục đích chính của video này là giới thiệu cho các bạn về các vị thần giấu mặt, cũng như nguồn gốc mà các lá bài Yu-Gi-Oh này được lấy cảm hứng. Mình thấy việc tìm hiểu chúng rất là thú vị. Hy vọng là các bạn cũng giống mình. Video tới đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like, share, comment và subscribe kênh nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.